Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Duy Tân Food. Đây là phần bánh Weber mà mình đã thực hiện xong nè. Bánh thì giòn, xốp mà lại rất là thơm bơ nữa. Món bánh này thì được bày bán rất nhiều, cũng có nhiều hiệu khác nhau. Nhưng mình thấy là cái độ ngọt nó hơi bị ngọt quá. Thì cách thực hiện cũng rất là dễ, mình có thể thực hiện tại nhà để mình có thể giảm độ ngọt theo vừa ý của mình. Nếu bạn nào thích và quan tâm, xin mời vào bếp cùng thực hiện với mình nha. Thì mình sử dụng đây là 150g bơ lạc. Nếu không có bơ sữa này, các bạn có thể dùng bơ thực vật, bơ Tường An đều được nha. Nhưng mà nó sẽ không ngon bằng thôi. Thì bơ thì các bạn sẽ để mềm ở nhiệt độ tự nhiên, nhiệt độ phòng á. Các bạn có thể dùng phới để làm mềm cái phần bơ này ra, hoặc là dùng máy đánh cũng được. Nhưng mà nếu máy đánh, các bạn đánh ở cái cấp độ thấp nhất nha. Mình sẽ cho vào đây là 80g đường xay. Các bạn có đường bột dùng đường bột, nếu không có đường bột thì mình dùng đường bình thường, mình cho vào máy xay mình xay nhuyễn ra. Mình chia làm hai, mình cho vào từ từ. Mình sẽ dùng phới lòng mình đánh cho tan cái phần đường này với phần bơ, nó trộn đều với nhau. Mình chia làm hai sẽ mình dễ làm hơn. Tiếp tục cho phần đường còn lại. Đánh phần này khoảng từ 1 đến 2 phút. Sau đó mình sẽ cho vào một cái lòng đỏ trứng đã được đánh tan trước. Và một muỗng canh whipping cream, nó khoảng 10ml các bạn. Và mình thêm một muỗng cà phê hương vani. Tiếp tục mình sẽ đánh cái phần này cho khoảng 1 đến 2 phút, đến khi mà cái màu các bạn cảm thấy nó chuyển qua màu nhạt hơn là được. Thỉnh thoảng các bạn nên dùng cái phới dẹt để dét cái phần ở trên cái thành âu đánh á, để cái phần hỗn hợp này mình đánh được đều hơn. Khi cái phần hỗn hợp đã được rồi, mình sẽ ra vào đây 190g bột mì đa dụng. Mình sẽ chia làm hai lần nha các bạn, để mình dễ trộn hơn. Các bạn cũng có thể cho bột vào luôn một lần, nhưng mình thấy chia nhỏ ra vậy nè, mình dễ làm hơn. Trộn đều cái phần này lên và cũng dùng phới dẹt để dét cái thanh nâu á, để cho phần bột được trộn đều hơn. Cuối cùng mình cho hết phần bột còn lại vào luôn. Đến lúc này thì các bạn nên dùng cái phới dẹt và mình quết giống như mình quết chả cá vậy các bạn. Đến khi nào mà cái hỗn hợp này các bạn cảm thấy nó mềm mịn là được.
Mình chuẩn bị sẵn túi và chuôi bắt bông kem luôn. Chuôi thì các bạn thích cái tạo hình như thế nào thì các bạn dùng chuôi đó. Mình cho vào trước một cái túi và mình cho cái phần hỗn hợp bánh vào một cái túi khác. Cho phần bọc bánh này vào xong rồi mình sẽ cho cái túi này vào trong cái túi mình chuẩn bị có cái chuôi sẵn á. Ở phần này thì tạo hình thì tùy sáng tạo các bạn thôi. Mình thì không phải thợ làm bánh chuyên nghiệp nên mình tạo hình cũng không được đẹp lắm. Xong mình sẽ cho vào lò nướng, mình nướng ở nhiệt độ 175 độ C với khoảng 15 phút. Nó tùy vào lò mà các bạn phải điều chỉnh lại nha. Và mình nên làm nóng lò trước 10 phút để nhiệt độ được ổn định hơn. Độ nóng của mỗi lò nó sẽ khác nhau nên cái phần nhiệt độ và thời gian các bạn có thể điều chỉnh lại nha. Nếu mà lần đầu tiên nướng thì mình nên chịu khó mình canh. Khi thấy bánh nó vàng lên là được. Khi bánh nướng xong mình cho ra ngoài á, để nguội tí thì tự nhiên bánh nó sẽ cứng lại, tới lúc đó mình mới xê dịch thì nó không có bị bể nha các bạn. Vậy là mình vừa chia sẻ xong với anh chị và các bạn cái món bánh quy bơ mà mình có thể làm tại nhà để mới có thể mình điều chỉnh được độ ngọt mà vừa ý theo ý của gia đình mình. Chúc các bạn thành công với món bánh này nha. Nhớ cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau.